Đây là dòng Pioneer KDX980 nha này. Em về được 2 con. Giá là 18.500, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn nha. Và dòng này là 4 đồng hồ vô. Đây, hiện tại tiếp tục đang phơi hàng và quay sơ lược cho anh em là những con đẩy 4 kênh của Yamaha và ABA. Những con này thì đánh 2 cặp loa 30 thoải mái nha. Con này là dòng Yamaha nguồn sông nha, mã là B4050, chạy 4 kênh. Rất là khủng luôn. Con này là giá 4 triệu một con nha, em có 2 con và ABA cũng là 4 kênh. Con này giá 5 triệu nha, có 2 con, tức là hàng đẹp xuất sắc hết. Đây là đời nông 890DG, trong lô hàng về là có 2 con, xuất sắc hết, 23.500 nha anh em, điện 100V nha. Còn một con A900 rất là hiếm nha, A900, công suất là 350W, chạy 8 con sò của 7825 mã nha, rất là khủng luôn. Con này là giá 9 triệu nha. Con này thì anh em hay hỏi với hỏi em rất nhiều. Đây là hai con 980 này, 980. Giá cực kỳ tốt cho anh em, đợt này em về làm giá rất là tốt nên em mua được giá cực kỳ thơm. Đó là giá 18.500 nha anh em. Giá đã bao ship nha anh em. Anh em nhanh tay nha, chỉ có 2 con thôi, giá cực kỳ tốt luôn. Bốn đồng hồ vô rất là mới, mới keng luôn, phụ keng 7 màu. Đây là những con đẩy này, còn 2 con nữa nha, 2 con như thế này nữa. Đây là con BGM Series 2. Rất là mới luôn, hàng Mỹ nha, và hai con cover đang khui hàng. Hai con đây là BGW là dòng của Mỹ rất là nổi tiếng ở Mỹ nha. Với hai con đẩy nghi nhà của Mỹ nữa, chạy 16 sò nữa nha này, đang khui ra. Em sẽ có video quay chi tiết hơn. Con này là 8.500.000 một con nha. Là một con Victor K2 giải mã DAC đây. Con này là con mã là 921 nha này. Giải mã DAC rất là gấu luôn. Con này là giá em trên 5 triệu một tí nha này. Tầm 5.500.000 lên để em xem sổ thử. Con này công suất là 250W ạ. Con này rất là nhiều. Em khui hàng xong em sẽ qua tiếp cho chi tiết cho anh em cùng xem. Đang khui này, này. Đây, ở những con bao này. Đang khui hàng ra. Con bao đây là nghi nhạc cực kỳ ngon nha, nó chạy sò sắt nha này, 16 con sò sắt, sò nhôm đó này. Hai con này rất là hiếm luôn. À, những cặp loa ribe này, 3 cặp thôi, em chỉ bán 2 cặp thôi nha, còn cặp để lại hát Tết cho anh em. Đây là con bò BGW rất là hiếm, mã là 250D. Hay là nếu anh em nghe nhạc đánh những nhạc loa cổ thì tuyệt vời. Chạy 16 con sò nhôm nha, tất cả linh kiện Mỹ, hàng Mỹ nồi nha. Đấy, có 2 con. Con này cũng giá 8.500.000 một con nha. Khuôn kia luôn, toàn là hàng tuyến hết anh em. Tất cả những sản phẩm này đã được test và kỹ lưỡng hết rồi, ok, chạy ok rồi. Con nào cũng mới tinh hết nha. Đây để luôn ngược rồi nha nè. Rất là mới luôn, rất là nặng. Con này mà anh em đang đánh với những cặp loa mà Mỹ 4 tắc thì đầu tuyệt vời như nhạc, kỳ hay. Sò nhôm 16 con nha, về chỉ được 2 con và 2 con BGM, tổng là 4 con. Rất là đẹp. Để đây là anh này, này. Rồi, xin chào anh em nha, anh em nhớ theo dõi để được xem những chi tiết sản phẩm. Tầm ngày mai em sẽ dọn dẹp và quay hết cho các bác cùng coi.